Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Giày Nhật Cần Thơ bên em. Và hôm nay thì shop sẽ đồng giá 300k cho video ngày hôm nay. Và miễn ship toàn bộ ha, những sản phẩm ra ngày hôm nay. Và đầu tiên đó là một đôi giày. Và giày của shop là da thật hoàn toàn. Và đầu tiên đó là một đôi giày thương hiệu Ariga. Chất da rất là đẹp ha, chất da rất là đẹp, dài phong dáng khá là đẹp. Và shop sẽ miễn ship toàn bộ ha, shop sẽ báo size tương ứng với độ lọt lòng bên trong và phần đế dài. Bên trong lót sạch đẹp ha, độ lọt lòng bên trong là 250, size là size 40. Bên trong lót dập thương hiệu Ariga, dạng buộc dây ha. Lên dùm shop một mã là 6242, 6242, đồng giá 300 mỹ ship. Và một chiếc ví ở một chiếc một đôi giày dài lùi ha. Và ở đây size này là size 40, thương hiệu Tandy, size 40 thương hiệu Tandy. Mình sọt chân vào và mình mang rất là êm chiên. Bên trong lót sạch đẹp ở đây. Và ở đây nó sẽ có cái va vấp chút đỉnh như chỗ này. Lên nhìn shop một mã là 6225 300, 6225 300. Và một đôi giày dạng buộc dây. Và phần đế dài đây, phần đế dài size này là size 42, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 260. Đây lót bên trong sạch đẹp, dập thương hiệu Banicon, lọt lòng bên trong size 260 ha. Bên trong là sạch đẹp hết. Lên giùm shop một mã là 6278 ha, 6278, 6278, 300k miễn ship, size 42. Và một đôi da thật ha. Và phần đế dài, phần đế dài dạp thương hiệu Botinian, dạng buộc dây, mang cực kỳ êm chân, hàng từ Nhật về. Và bên trong lót sạch đẹp ha, size này là 42, độ lọt lòng bên trong là 260. Lên dùm shop một mã là 6248, 6248 300k, 6248 300. Và kế đến đó là một đôi thể thao và phần đế dài đây, phần đế dài size này là size 44, size 44 tương ứng độ lọt lòng bên trong là 270 ha, 270. Bên trong là lót sạch đẹp dập thương hiệu Aruwa, 270. Lên nhìn shop một mã là 6228 ha, 300, 6228 300. Và kế đến đó là một đôi giày lùi ha, da mộc màu đỏ, màu đỏ rất là đẹp, dẹp thương hiệu. Size này là size 40, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 250 ha, 250.
C40, nóc bên trong đây sập đẹp ha, da mộc, nguyên một cái tấm da như thế này. Lên dùm shop một mã là 6286 ha, 6286, 6286, hôm nay shop giảm còn 300 ha, làm mỹ tiếp toàn bộ, đồng giá 300k. Và một đôi giày lười da nguyên miếng ha, da nguyên miếng da, và này là gia công tại Hàn Quốc. Và đây cái phần đế tay và phân hiệu Tandy, bên trong sạch đẹp ha, độ lọt lòng bên trong là 260, tương ứng với size là size 42, size 42, lót sạch đẹp, gia công tại Hàn Quốc. Lên dùm shop một mã là 6277 300, 6277 300. Và một đôi size 40 thương hiệu Tandy, da vuông xước, độ lọt lòng bên trong 250. Và đây cái phần đế dài, phần đế dài đây size 40, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 250, bên trong là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 6232, 6232 300. Và một đôi thương hiệu Michelle by Tandy, da khá là đẹp, để mình buộc dây cái phần đế dài ở đây, phần đế dài size 42, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 260. Lên nhìn shop một mã 6221 ha, 300, 6221 300. Và một đôi size 42 thương hiệu Tandy, bên trong là lót sạch đẹp và thương hiệu Tandy đây, da rất là đẹp. Và phần đế dài dập thương hiệu Tandy, phần đế dài dập thương hiệu Tandy, size 42, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 260. Lên dùm shop mã là 6296, 6296, 6296 300. Và một đôi thương hiệu Just Box, size 42, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 260, lót bên trong sạch đẹp, dập thương hiệu Rustbox. Rustbox. Lên dùm shop một mã là 6298 ha, 300, 6298 300. Và kế đến đó là một đôi dài dạng buộc dây, size là size 42, size 42, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 260, phần đế dài đây, phần đế dài, lót bên trong sạch đẹp ha. Lên dùm shop một mã là 6239 300, 6239 300. Và một đôi dài, phần đế dài đây, phần đế dài, size là size 40, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 250, và lót bên trong sạch đẹp, dập thương hiệu ở đây, 250, phần đế dài sạch đẹp hết ha.
Lá nhím sáp một mã là 6261 ha. 6261. 6261. 300k. Và một đôi giày thể thao da rất là đẹp, màu xanh. Phần đế giày dập thương hiệu Mút, dạng bột dây lót bên trong. Và size của đôi giày này là size 40, tương ứng đồ lọt lòng bên trong là 250. Lên nhìn shop mã là 6259 ha. 6259 300. 6259 300. Và kế đến đó là một đôi dạng buộc dây, dạng buộc dây ha. Và cái phần đế dài ở đây dập thương hiệu Tandy, phần đế dài dập thương hiệu Tandy ha. Lót ở bên trong nó sẽ dính keo một xíu ở chỗ này. Và lên dùm shop một mã là 626306 ha. 6306. 6306. Size 42, độ lọt lòng bên trong là 260. Lên nhìn shop mã là 6306 300. 6306 300. Và một đôi dạng buộc dây. Và cái phần đế dài ha, phần đế dài, phần đế dài ở đây. Size này là size 41, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 255. Lót bên trong. Lót bên trong là sạch đẹp ha. Phần đế dài ở đây, size 41, độ lọt lòng bên trong là 255. Lên giùm shop mã là 6201 ha, 300. 6201 300. Và kế đến đó là một đôi giày độ lọt lòng bên trong là 260, từng đứng ở size 42. Và đây cái phần đế dài ha, và đây phần đế dài size 42, bên trong là lót sạch đẹp ở đây. Lên nhìn shop một mã là 6234 ha. 6234 300. 6234 300. Và đây là miếng tết dài, da rất là đẹp ha. Và kế đến đó là một đôi da rất là dày dập thương hiệu. Và cái phần đế dài ha, đế dài dập thương hiệu Cohen, để mình buộc dây như thế này. Màu này là màu vàng bò ha. Lên nhìn shop một mã là 6273. 6273 300. Size 42, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 260. Và một đôi giày. Phần đế dài ha, sạch đẹp. Size này là size 43, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 265 ha. Lót bên trong là sạch đẹp. Lót bên trong sạch đẹp, 265. Sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã 6266 300. 6266 300.
và một đôi rất là thể thao. Size của đôi giày này là size 43. Size 43 tương ứng độ lọt lòng bên trong là 265 ha. Phần đế giày dập thương hiệu Mood đây. Và đây cái phần đế giày. Sạch đẹp hết. Đây phần đế giày. Bên trong ha, là sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 6245300. 6245300. Và kế đến đó là một đôi giày dạng buộc dây màu nâu. Và cái phần đế giày dạp thương hiệu Cohen. Phần đế giày dạp thương hiệu Cohen. Bên trong lót sạch đẹp dạp thương hiệu Cohen ở đây. Dạng buộc dây như thế này. Size là size 43. Tương ứng độ lọt lòng bên trong là 265. Lên dịp shop mã là 6282. 6282 300. Và cái đến đó là một đôi dạng buộc dây và size của đôi giày này ở đây là cái phần đế giày và lót bên trong là sạch đẹp dạp thương hiệu Cydia. Và size của này là size 44 ha. Cái ứng độ lọt lòng bên trong là 270. Lên nhịp shop một mã là 6250 ha. 6250 300. Size 44 dạng buộc dây. Có thương hiệu. Và kế đến đó là một đôi size đôi do thương hiệu Rossbot. Size 44 tương ứng độ lọt lòng bên trong là 270. Dạng buộc dây như thế này, bên trong dạp thương hiệu Rossbot. Da rất là đẹp ha. Đây. Da cái phần đế dài. Đó nhìn shop mã là 6299 ha. 6299 300. 6299 300. Và kế đến đó là một đôi giày size là size 43, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 265, dạng bút ha, buộc dây. Và ở đây sẽ có một cái để mình khóa kéo ở đây. Da rất là dày. Bên trong ha, lót sạch đẹp dập thương hiệu ở bên trong. Lên dùm shop một mã 6251 ha, 300. 6251 300 và miễn ship toàn bộ. Và kế đến đó là một đôi boot có khóa kéo miệng. Size của đôi boot này là size 38, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 240. Và ở đây nó sẽ có một cái để mình kéo miệng ở đây. Đó, bên trong ha, là sạch đẹp. Phần đế dài. Phần đế dài. Lên dùm shop một mã là 6276. 6276 300. Và kế đến đó là một đôi dạng buộc dây. Phần đế dài sạch đẹp ha.
Nên dạng bột dây phần đế dài sạch đẹp. Thương hiệu Rover. Size này là size 41. Tôi ứng đồ lọt lòng bên trong là 255. Lót sạch đẹp dạp thương hiệu Rover. Màu này là màu trắng kem ha. Màu trắng kem. Đó nhìn shop một mã là 6218300. 6218300. Rồi kế đến, đó là một đôi giày dạng bột dây. Và phần đế dài sạch đẹp á, da rất là đẹp. Phần đế dài ở đây size là size 43, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 265. Lên dùm shop một mã là 6263 ha. 6263 300. 6263 300. Và cái đến đó là một đôi dài lười ha. Mình chỉ cần sọt chân vào và mình đi thôi. Size này là size 40, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 250. Lót bên trong ha, sạch đẹp. Mang vào cực kỳ êm chân. Lên nhìn shop một mã 6226 ha, 300. 6226 300. Và kế đến đó là một đôi giày size 43, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 265. Mình chỉ cần sọt chân vào và mình đi thôi. Bên trong ha, bên trong là sạch đẹp hết. Dạp thương hiệu bên trong, độ lọt lòng bên trong là 265. Lên dùm shop một mã 6279 300. 6279 300. Và một đôi bút, mình chỉ cần sọt chân vào mà mình đi thôi. Size của đôi bút này là size 40, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 250 ha. Bên trong là sạch đẹp hết ha. Dạng bút da rất là dày. Lên dùm shop một mã là 6227 ha, 300. 6227 300. Và kế đến đó là một đôi giày size là size 41, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 255, dạng bột dây. Phần đế xà lót bên trong ha, sạch đẹp ở đây. Lên nhìn shop một mã là 6229 300. 6229 300. Và kế đến đó là một đôi giày size là size 41, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 255. Phần đế dài, phần đế dài đây, bên trong lót sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 6287 ha, 300. 6287 300. Dập thương hiệu Ekinto ở đây ha. Mang vào cực kỳ êm chân. 6287 300. Size 41. Và kế đến đó là một đôi size 42,
tương ứng độ lọt lòng bên trong là 260. Phần đế giải đây có một cái lớp chống trượt ha, sạch đẹp hết. Size của đôi này là size 42. Bên trong lót sạch đẹp, giặt thương hiệu ha. Lên dùm shop một mã là 6260 300. 6260 300. Và kế đến đó là một đôi size 42, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 260. Và cái phần đế dài ở đây, và phần đế dài thương hiệu Tandy, thương hiệu của Nhật ha. Bên trong lót sạch đẹp, giặt thương hiệu Tandy. Lên dùm shop một mã là 6243 300. 6243 300. Kế đến đó là một đôi size 42, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 260. Da mộc nguyên miếng, bên trong giặt thương hiệu Rossport thế này. Mình chỉ cần sọc chân vào và mình đi thôi. Rossport ha, phần đế giải đây. Lên nhìn shop một mã là 6267 300. 6267 300. Và một đôi dài size 42, cho những đồ lọt lòng bên trong là 260, dạng buộc dây. Phần đế dài lót sạch đẹp ở đây, size 42, đồ lọt lòng bên trong 260. Lên nhìn shop mã là 6197 ha, 300. 6197 300. Và một đôi size 41, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 255, dạng buộc dây. Phần đế dài đây, phần đế dài. Lên nhìn shop một mã là 6244 ha, 6244 300. Và miễn ship toàn bộ, 6244 300. Một đôi dài, size của đôi dài này là size 44 ha, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 270. Phần đế dài đây, phần đế dài lót bên trong sạch đẹp. Lên nhìn shop một mã là 6253 300. 6253 300. Và một đôi chèn lời mang vào cực kỳ im chân, nhập thương hiệu Rossport, size 43, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 265. Phần đế dài đây, phần đế dài sạch đẹp hết ha. Lên nhìn shop một mã là 6257. 6257 300. Và một đôi dáng rất là thể thao, size 43 ha, size 43. Phần đế dài sạch đẹp ha. Lên nhìn 43 chân mập và 44 chân thon. Lên nhìn shop mã là 6198. 6198 300. Và kế đến đó là một đôi
và cái phần đế sải đây, phần đế sải sạch đẹp ha, size 42, tương ứng độ lọt lòng bên trong là 260 ha, lên dịch shop mã là 6254, 6254300, 6254300. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại của đặt hàng 0973 952 507, cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo đều được ha. Chào tạm biệt cô chú anh chị.